OK, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về cái thông báo đấu thế giới của mùa 1. Thì mình đọc có đọc comment của các bạn thì mình thấy một số bạn hay hỏi mình về cái vấn đề đấu thế giới, đấu từ lúc nào đến lúc nào và đấu khi nào thì đấu, tại sao bây giờ em không thấy họ mở. Thì như mọi người đã biết rằng thì đấu thế giới vòng khởi động đã kết thúc, chính xác là đã kết thúc rồi, và bây giờ là sẽ là đấu thế giới mùa 1 ra mắt vào ngày 16 tháng 2. Hôm nay là ngày 15, đó nghĩa là ngày mai em ơi. Từ ngày 16 tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3, đó chính là cái mùa 1 của đấu thế giới nha mọi người. Đấy, cái mùa 1 thì nó sẽ diễn ra từ 19 giờ cho đến 23 giờ vào thứ bảy và chủ nhật. Đó, có nghĩa là từ 7 giờ tối. Thứ bảy chủ nhật thôi nha, thứ bảy và chủ nhật thôi nha các bạn. Đó, các bạn cũng có thể xem thông tin vào trong liênquân.garena.vn để xem thông tin chi tiết nhá. Hiện tại mình đã vào rồi đây. Đó, mình sẽ đọc sơ qua cho mọi người xem một cái số thông tin gọi là cực kỳ hay và hấp dẫn. Đó, xin chào các kiện tướng. Hẳn là các kiện tướng đã trải nghiệm vòng khởi động của chế độ đấu thế giới rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn, mình đã khởi động rồi. Mình hôm nay chưa có làm một cái clip cùng với cả năm YouTuber đấu thế giới ấy. Vâng, một trận đấu rất là gắt luôn, rất là hấp dẫn. Vâng, đây là cơ hội để các kiện tướng máy chủ mặt trời có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế. Và hôm nay hội đồng xin thông báo đấu thế giới mùa 1 chính thức bắt đầu. Chính thức bắt đầu nha mọi người. Đấu thế giới này, giải thưởng hữu hạn. Giải thưởng hữu hạn thì sẽ có khung viền động đầu tiên. Khung viền động có nghĩa là cái hình, cái ảnh của mình đúng không? Cái ảnh của mình đúng không? Đó, đây sẽ là phần thưởng sẽ là khung viền động đầu tiên. Mình cũng chưa biết cái khung viền động nó sẽ như thế nào đâu, nhưng mà có lẽ nó đây là đầu tiên mà, đầu tiên thì chắc có lẽ sẽ một cái có cái gì đó hay và hấp dẫn đặc biệt, mình nghĩ là như thế. Điệu nhảy Alice, điệu nhảy Alice hình như là điệu nhảy này là một cái điệu nhảy chỉ có thể đấu thế giới mới có hay sao mọi người ạ? Chỉ có tại đấu thế giới à, có nghĩa là khung viền động với cả điệu nhảy Alice chỉ các bạn chỉ có thể sở hữu hai cái phần thưởng này ở đấu thế giới mới có. Còn nếu như mà các bạn không đấu thế giới sẽ không có thể nào mà sử dụng được hai cái không thể nào sở hữu được hai cái phần thưởng này nha mọi người. Đó, các bạn có thể thấy rằng thì chỉ có tại đấu thế giới 16 tháng 2 tới mùng 3 tháng 3 là mùa 1. Đó, có nghĩa là từ ngày mai nha. Thì ngày mai là thứ bảy, có nghĩa là tối mai 17 giờ các bạn có thể vào tham gia rồi. Trong thời gian diễn ra mùa giải đầu tiên của chế độ đấu thế giới, chế độ này sẽ được mở vào từ 19 giờ đến 23 giờ mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Đó, các kiện tướng có thể tham gia tham khảo thêm về đấu thế giới tại đây và đây. Đây và đây mình ở đâu cũng không biết. Đấy. Mình đang xem sơ qua về cái này thôi nhá. Khi tham gia chế độ đấu thế giới, các kiện tướng sẽ có cơ hội nhận được hai vật phẩm khung viền avatar động này, hữu hạn này. Đây là khung viền đầu tiên trong lịch sử Liên Quân Mobile có tính năng này. Đừng bỏ lỡ nhé các kiện tướng. Khung viền đầu tiên nha. Trời ơi, đầu tiên trong lịch sử. Các bạn phải hiểu rằng chắc có lẽ nó sẽ là cực kỳ chất đây. Và điệu nhảy Alice, cả khung viền avatar động và điệu nhảy Alice chỉ có thể nhận được trong tính năng đấu thế giới, và các bạn không thể nào sở hữu được hai cái trong hai cái phần thưởng này ở cái ngoài cái mục đấu thế giới, sẽ không có cái cách gì để có thể nhận được hai cái phần thưởng này nhá. Ngoài ra còn rất nhiều phần quà hấp dẫn và thú vị khác, các kiện tướng nhớ tham gia nhé. Và còn có một số phần quà cũng như là cái các vật phẩm thú vị khác đấy. Thời gian là từ ngày 12 tháng 16 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2019. Lưu ý, chế độ đấu thế giới mùa 1 sẽ chỉ mở vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 19 giờ tới 23 giờ. Chỉ những kiện tướng có xếp hạng từ bạch kim 4 trở lên mới có thể tham gia vào chế độ đấu thế giới mùa 1. OK, như vậy là các bạn có thể thấy rằng thì bắt buộc mình phải bạch kim 4 trở lên mới có thể tham gia nhá. Đấy, các bạn nếu muốn tham gia thì ít nhất cũng phải bạch kim 4 trở lên. Vì thế mình thấy bạch kim 4 nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây sẽ là một cái thử thách cho các bạn. OK, như vậy là mình đã xem sơ qua về tất cả các thứ phần thưởng này rồi, thời gian cũng như là nội dung của cái chế độ đấu thế giới mùa 1 cho mọi người xem rồi nhá. Các bạn nghĩ sao về cái chế độ đấu thế giới này? Mình thì mình nghĩ rằng thì nó khá là hay và thú vị. Mình nghĩ rằng thì đấu thế giới thì Đài Loan và Thái Lan
rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng Việt Nam chúng ta phải mạnh mẽ lên, vào chiến đấu san bằng tất cả, đúng không? Chế độ đấu thế giới. Các bạn thấy có hợp lý không? Hợp lý thì like cho một phát nha. Đấy, và các bạn cũng có thể gọi là bình luận xem là các bạn có lẽ có thể tham gia không, hay là rủ bạn bè cùng tham gia với nhá. Ok. Thì ngoài cái điệu nhảy giới hạn Alice và Avatar động đầu tiên thì bây giờ mình sẽ vào xem sơ qua về những cái phần thưởng nhá. Đó, các bạn có thể thấy rằng không? Hiện tại thì đây đang có cái này đó, huân chương này. Đó, huân chương biểu tượng đấu thế giới này. Rồi có vé kho báu này. Rồi huy hiệu đấu thế giới này. Quà may mắn này. Đó, mọi người có thể thấy rằng thì khá là nhiều thứ thú vị đó của cái phần thưởng khi mình tham gia nhá. Đó, đây điệu nhảy. Còn có cả mảnh gói gói mảnh son. Đó, mình mọi người có thấy không? Đó, ok chưa? Đấy là trang phục. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem sơ qua về cái điệu nhảy của vị tướng Alice nhá. Đó, đây chính là điệu nhảy của vị tướng Alice. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nhé. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi.